Ơi, xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với Kênh 8 Tin Tức. Đừng quên ấn dùm cái nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có bản dung tin vô cùng đặc biệt. Thấy không, ta đã thay đổi phong nền này là các bạn. Về quê rồi, nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ vô cùng vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi là một bản tin mà không mấy hạnh phúc các bạn. Cụ thể là bé gái 4 tuổi mà nghịch nước nè. Bé gái 4 tuổi nghịch nước trong nhà vệ sinh đã bị người tình của mẹ đánh tử vong. Các bạn thấy không? Bức xúc không? Quá bức xúc đi chứ. Cụ thể là biết rằng người tình đã có gia đình riêng nhưng vì yêu, chị Y đã đưa con đến sống chung với Thao như là vợ chồng. Cũng từ đây bi kịch đã xảy ra với bé gái 4 tuổi và người mẹ trẻ này. Cụ thể đó là ngày 29 tháng 4 vừa qua đó, cơ quan cảnh sát điều tra ở Phú Thọ cho biết đơn vị đã phối hợp với Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức thực nghiệm điều tra để vụ án mà giết người xảy ra tại số nhà 128 đường Hùng Quốc Vương, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nạn nhân là cháu N, 4 tuổi. Theo tài liệu điều tra đó là Phan Đoàn Thao, sinh năm 1992, tuổi đời còn quá trẻ các bạn, trú xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, hiện tạm trú tại phường Minh Nông, đã có vợ và ba con nhỏ ở quê nhà. Trong quá trình sinh sống tại phường Minh Nông, Thao quen biết và nảy sinh quan hệ yêu đương với chị Y, sinh năm 1995, thường trú là ở Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ luôn, và là đây chính là mẹ đẻ của bé N, 4 tuổi á. Dù biết Thao đã có gia đình ở quê nhà, nhưng vì yêu, ngày 20 tháng 4, chị Y vẫn đưa cháu N đến ở cùng Thao tại số nhà 128 đường Hùng Quốc Vương, phường Minh Nông như vợ chồng. Cũng từ đây, bi kịch đã xảy ra với cháu bé 4 tuổi này. Cụ thể đó là khoảng 15 giờ ngày 23 tháng 4, thấy cháu N nghịch nước trong nhà vệ sinh ở tầng 2, nên Thao đã quát mắng, kéo bé gái ra ngoài để đánh. Quá trình này, Thao đã dùng chân phải đá mạnh vào vùng ngực của cháu N. Cái này bắt đầu bức xúc rồi các bạn. Khiến nạn nhân đập mạnh vào tường, nắp lên lồi liệm đi. Lúc này thấy con gái của người tình ngắt, Thao đã hô hấp nhân tạo nhưng không thấy cháu N tỉnh, nên đã đưa cháu đến trung tâm sản nhi ở tỉnh Phú Thọ cấp cứu. Tuy nhiên cháu N đã tử vong sau đó. Kết quả khám nghiệm tử thi, cháu N bị vỡ gan, tụ máu dưới bao gan, cuốn gan, đầu tụy, vỡ thủng mạch trước, bên phải tĩnh mạch chủ dưới đoạn tim khoang màng tim và nhiều vết thương khác trên cơ thể. Trong buổi thực nghiệm lại hiện trường vào ngày 29 tháng 4 vừa qua thì Phan Đoàn Thao đã thực hiện hành vi giống như đê hèn của mình là đúng như lời khai của hắn ta tại cơ quan công an. Các bạn thấy không? Hiện công an cơ quan đang tiếp tục để điều tra làm rõ cái vụ này. Chưa thấy cái tên nào như thế này. Và cũng đây có nói hãy một vợ một chồng sống cho hạnh phúc. Thằng này nó có vợ rồi, bà này biết vậy thì thôi, còn đem con tới để làm gì nữa? Để bây giờ con gái của mình nó lại xảy ra như vậy. Các bạn thấy không? Nếu thấy tôi nói đúng thì hãy cho một like và cùng lên án những hành vi như thế này. Hãy tốt hơn một vợ một chồng, gia đình hạnh phúc. Một vợ một chồng hai con đó, nếu như vậy là hay hơn đúng không? Chứ có ở đâu mà cũng nhiều vụ án liền, cũng là hết cha dượng rồi tới mẹ kế rồi đánh đập hành hạ, khi sau khi ly hôn thì người đau khổ nhất vẫn là con cái đó. Các bà mẹ và các người cha đó, nó nói thẳng các bà mẹ mà nhìn đây mà hiểu đó. Rồi cảm ơn, nếu thế mà hay á thì chia sẻ để cho mọi người cùng biết đến thông tin này. Rồi chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, cảm ơn các bạn.